Ngày 18 tháng 10, tại ga đến, nhà ga hành khách quốc tế T2, sân bay quốc tế Nội Bài, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách nhập cảnh từ Hồng Kông, Trung Quốc, đội thủ tục hành lý nhập khẩu, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, phát hiện một hành khách nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hành lý, hàng hóa của nam hành khách trên. Tại khu vực kiểm tra, người này đã lấy ra 5 miếng màu vàng giấu xung quanh cặp quần và 2 miếng để trong đế giày. Tổng cộng 7 miếng kim loại nghi là vàng, nặng 7 kg. Đối tượng này khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trên từ Hồng Kông, Trung Quốc sang Việt Nam. Nếu đưa được hàng ra ngoài sân bay Nội Bài, người này sẽ nhận được công vận chuyển là $100 Hồng Kông mỗi miếng. Vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý tiếp theo quy định.